làm việc với Ricky Bàn Tay. Ricky Bàn Tay nó nằm trong phần Ricky người. Về cơ bản thì nó tạo ra joy và ngắn cái chuyển động của bàn tay. Nhưng là nó sẽ khác nhau ở chỗ là chúng ta sẽ không sử dụng IKFK, mà chúng ta sẽ tạo set Robin key cho mỗi một cái ngón tay. Và tổng thể của nó thì chúng ta sẽ điều khiển được toàn bộ cả bàn tay. Cách làm thì nói chung tương đối đơn giản và cái này thì đã được giảng trên lớp, tuy nhiên là phục vụ cho chúng ta việc review thì này thì cái vlog này chúng ta sẽ đi sâu vào phần gắn xương cho bàn tay. Thì xương bàn tay chúng ta sẽ tiếp nối ở phần xương wrist cánh tay, nối đến phần xương hand. Xương hand này thì sẽ ra các xương thumb, các xương finger, index, middle, ring và pinky. Ngón cái thì sẽ là thumb. Ok, let's go. Animation, tab animation. Chúng ta vào skeleton, joint tool. Phần này sẽ là xương wrist, so phần này sẽ là xương hand. Nhớ xương hand thì nó sẽ nằm lên nối với phần xương thumb. Chúng ta để ý là khi mà chúng ta cặp tay lại thì cả toàn bộ phần thịt của cái phần bàn tay ở phần ngón cái cũng di chuyển theo, nên là xương thumb nên bắt đầu từ vị trí này cho đến các khớp của thumb. Ok, something like that. Repeat action. Chúng ta từ xương hand chúng ta đến xương finger, thì xương finger sẽ nằm ở giữa các cái khoảng xương để cho nó nối một cách hiệu quả đến các cái ngón còn lại. So around here. Ok, chúng ta bắt đầu xương nào cũng được. Ok, index. Chúng ta bắt đầu từ cái phần xương nhô lên khỏi bàn tay đó, thì chúng ta nắm được ở vị trí chỗ nào thì chúng ta đặt cái phần thumb, index base vào chỗ đó. Cái vấn đề quan trọng đó là cái phương thức chúng ta gắn xương, đó là dựa vào cái closest distance và joint hierarchy. Thì ở đây nó sẽ xác định được cái vị trí, cái phần da nào gần với xương nhiều nhất thì nó sẽ ảnh hưởng. Nên là nó dẫn đến tình trạng khi mà chúng ta chọn xương quá to thì đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến các cái ngón bên cạnh. Thế cái điều quan trọng khi mà chúng ta tạo ra cái phần xương có ảnh hưởng thì chúng ta nên cho thu nhỏ các phần xương đó lại bằng cách chúng ta giữ shift để chọn toàn bộ. Cái đi về phía ngón cái thì orientation hoàn khác với các ngón còn lại. Tuy nhiên là orientation của từng ngón này thì nó sẽ khác. Bắt buộc nó sẽ phải thẳng hàng. Nhớ điều đó quan trọng để khi chúng ta thực hiện cái phần set gravity key cho phần ngón tay. Càng chỉnh chuẩn một chút nào thì sau này chúng ta sẽ
đỡ mệt hơn trong cái việc là chúng ta set run key và cái việc tô xương, để làm sao nó tất cả các ngón đều làm việc một cách hiệu quả. Nhớ chúng ta chỉ có translate nó thôi, đừng có rotate, rotate là chết ạ. Ok, xong. Chúng ta sẽ đã có cái phần top view của hệ thống xương, và rõ ràng khi mà chúng ta tạo hệ thống xương này thì nó đang nằm ở góc tọa độ của trục Y và trục Z. Vậy thì chúng ta việc còn lại chúng ta quay về phần trở về phần perspective. Ok. Setting X-ray joy, kích hoạt nó. Và tất nhiên giữa bàn tay. Ok, việc di chuyển đi di chuyển lại giữa các cái phần bàn tay này thì cho chúng ta cái nhìn nó rõ ràng hơn. Và đây thì khuyến cáo, bởi vì chúng ta ở phần top view đã chuẩn rồi, nên là chúng ta chỉ có di chuyển theo trục Y thôi. Ok, so, rồi, xong công đoạn chúng ta đặt toàn bộ cái phần xương đã rig vào trong. Rồi, xong, bây giờ là đặt tên. Đặt tên rất rất quan trọng, và đây là tay, để tay trái. Để thì cấu trúc bao giờ nó cũng sẽ là left dưới, để khi mà chúng ta mirror xương sang thì chúng ta có thể sử dụng cái Research for and Replace for với left gạch dưới và right gạch dưới. Và đây sẽ là xương hán. Ok, got it. So done. Đây là xong. Xương. Và việc còn lại, chọn cả xương và phần bàn tay. Skin. Ok, buy skin, smooth buy. Option cho nó còn. Cho cẩn thận. Và join hierarchy, clothing distance. Chúng ta có thể giảm phần drop rate này xuống để giảm các mức độ ảnh hưởng của da, tuy nhiên là cứ để mặc định đi. Ok, white skin, that, ok.
Okay, next. The toffee. Tại sao bây giờ chưa fan vội? Thực ra là chúng ta có thể fan luôn bây giờ để xác định luôn được cái mức độ gập của các ngón tay. Tuy nhiên là việc đó thì nó hơi thiếu năng. Cách dễ dàng hơn là chúng ta tạo ra controller cho các controller cho ngón tay trước khi chúng ta có thể paint, và điều đó thì làm cho làm cho việc breaking nó trở nên chuẩn hơn. Thì ok, this V, this not to point, và chúng ta có thể move. Đặt tầm sao chúng ta dễ tóm nó được. Gì? That it could be better. Ok, việc cần làm là chúng ta sẽ tóm toàn bộ cả bốn thằng này và free transformation. Không free transformation thì sẽ luôn luôn còn cái giá trị mà chúng ta đã di chuyển, đã tạo ra, và nó thoát khỏi cái gốc tọa độ, nên là nó sẽ không phải giá độ gốc nữa. Free transformation để toàn bộ đối tượng này trên giá trị gốc, và đổi tên cho nó. Đây là thumb controller. Và add attribute cho cả bốn thằng này cùng một lúc. Add attribute. Ben hay gặp rưỡi gì đó, chúng ta có thể tùy muốn đặt tên nào cũng được, miễn làm sao nó xuất hiện ở những kênh kia và nó giống nhau. The minimum, các giá trị này cũng tùy, trừ 10. Thì ở đây chúng ta có xác định là cái template cho bàn tay, khi mà duỗi tay ra thì nó có thể cong lên khỏi cái phần tay relax, và khi mà gập lại thì nó cuộn lại thành từng nắm đấm được. Thế thì cứ xác định khoảng cách mà nó di chuyển đó, thì rõ ràng duỗi tay ra nó sẽ ít hơn so với cuộn tay vào. Vậy thì từ 0 đến trừ 5 sẽ là duỗi lên, và từ 0 đến 10 sẽ là gập tay lại. Done. Ok. Rồi. Xem trả lời. Đấy. Ben. Ok. Toàn bộ chúng đã có lệnh ban. Vậy thì cách nhanh nhất tạo cả 5 thắng. Và ok, sorry. Chọn vào ban. Set driver key. Và tất nhiên thằng này là thằng controller, nên nó sẽ là thằng driver điều khiển. Ok, chúng ta bắt trước bằng Pinky.
Suspense. Thằng này sẽ điều khiển cho thằng nào? Nó sẽ điều khiển thằng Bass, Mid 1, Mid 2, Load Driver. Ở đây chúng ta sẽ xem nó sẽ điều khiển màu xanh Z, Rooted Z. Khi tất cả đang ở vị trí không, kỳ trước một cái và trở lại phần control band chữ năm. Ok, hai ba, nhớ lập cho nó giá trị chẵn thì sẽ sạch sẽ hơn nhiều so với chúng ta chọn cái giá trị mang tính tương đối. And then 10. Một cách test đơn giản đấy là chúng ta mà nhập 10 vào mà nó không thay đổi, tức là chúng ta đang breaking sign, đang set run key sign, và bắt buộc chúng ta phải kiểm tra lại nó sai chỗ nào. Còn đây khi mà chúng ta nhập giá trị 10 nó quay trở về giá trị 0, tức là chúng ta đúng, bởi vì hiện tại giá trị 10 chúng ta chưa key. Ok, ping key controller rotate Z. Rotate Z. Ok. Gập. And và ở đây khi mà chúng ta cuộn tay lại cho tự nhìn, chúng ta thấy rõ là cái mức độ gập của các cái ngón tay, các cái đốt ngón tay nó sẽ khác nhau. Để làm sao mà các phần da thịt nó chạm được vào nhau, vậy thì nó sẽ phải khác nhau một chút xíu. Ok. Cứ gập hết toàn bộ tất cả các ngón vào trước. And then ngón này vào. Again, trừ 93, nhập giá trị chặn. Ok, trừ 122. And then key. Ok, it's work. Khi chúng ta làm tương tự tất cả các bước đó đối với ring, middle và index, bốn ngón cùng có một cách set driver key giống nhau và cùng một trục giống nhau, y hệt như bàn tay người, chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng cách là chúng ta chọn cả bốn phần controller nếu như nó làm việc hiệu quả. So yes, something like that. Bàn tay có thể duỗi trở về giá trị gốc, relax và có thể cuộn lại. Thì đây là đến bước chúng ta sẽ làm việc với phần ngón cái. Thì phần ngón cái thì khi mà duỗi ra thì chúng ta có xu hướng là cả phần thịt của bàn tay được đưa lên, trong khi cuộn lại thì chúng ta sẽ có phần bàn tay gập hẳn vào phía bên trong để tạo thành một cái cú đấm và nguyên thành một cái khẩu vuông góc với phần bàn tay. Thì thế cái phần thumb, xương thumb rất quan trọng. Là thường thì chúng ta bỏ quên cái phần xương đó, chúng ta chỉ quan tâm đến các phần khớp của cái xương thumb mà thôi. So, chúng ta sẽ làm xương thăm hoàn toàn độc lập và cái cách làm chúng ta cũng hoàn toàn khác so với những cái ngón còn lại, bởi vì cái phần orientation, thứ nhất là cái orientation của cái ngón cái hoàn toàn khác so với ngón kia, và nó không chỉ có di chuyển mỗi một trục Z mà nó sẽ chuyển các cái trục khác nữa. Vậy thì ở đây chúng ta lại
tâm đến Thumb Controller Bend. Và ở đây chúng ta sẽ chọn cả xương hán lẫn hand base và hand mid. Tất nhiên ở đây xương ngón cái thì chỉ có hai đốt nên là chúng ta chỉ có phần một cái xương mid mà thôi. Load driven, dạ, 1, 2, 3. Okay, that is should be nó nên là 1, 2 và 3. Bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh, có thể sẽ phải điều chỉnh cả ba cái trục này. Ok, thì đơn giản key trước cho nó. Ok, chúng ta sẽ không cần quan tâm là thằng nào sẽ chuyển động, thằng nào sẽ không. Và điều đó thì làm chúng ta đỡ phải đau đầu, bởi vì cái phần rigging hand này nó chỉ là một phần nhỏ trong phần rigging người, và nó chỉ đảm bảo cho mỗi phần tay chúng ta còn phần người, còn phần đầu, còn phần chuyển động miệng, còn phần biểu cảm khuôn mặt, phần bàn chân, tất cả đều quan trọng như nhau, nên là đỡ được phần nào mệt óc thì chúng ta sẽ tốt được phần đó. Vậy thì ở đây tất cả đang ở giá trị không khi ok, cả ba rotate y x và z đều được bôi đỏ, tức là chúng nó đã kỳ. Chuyển lại rồi, trừ 5. Ok, hand trước nào, các baby. Ok, đã tương đối ký và 10. Ok, nó quay trở lại. Sợ nhất là đánh số 10 vào nó không quay trở lại thì chúng ta bắt đầu phải đi quay lại luôn. Nó sai chỗ nào nhỉ? Ok. 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 Sẽ tốt nhất là chúng ta nên chuyển cái phần bàn tay này về tư thế gập, thì từ đó chúng ta xác định được cái phần ngón cái nó sẽ gập vào như thế nào là đủ, nó hợp lý hơn. Ok, và tốt nhất nên nhập cho nó một giá trị chẵn, chỉ 13 và 5, trừ 11. Ok, then key. Yes. Test. Okay, baby. Okay. Good baby. Good. Đó. Rồi, nào kiểm tra từng ngón. Đây chính là lúc để chúng ta có thể pen. The forget Saturn key. Done. Okay. Lấy ví dụ chúng ta có hai ngón cạnh nhau. Hiện tại đang khá là rõ ràng bị ảnh hưởng nhau.
Thì khi chúng ta di chuyển một ngón, các ngón phần da của chuyển động ngón index thì phần da ở ngón middle bị ảnh hưởng theo. Thì đây chính là lúc để mà chúng ta paint skin wet tone để chúng ta điều khiển này. Tốt nhất là để chúng thay đổi và chúng nó khác nhau. For example, ngón cái gập xuống trong khi ngón giữa duỗi lên. Và chúng ta vào skin, edit smooth skin, paint skin wet tool option. Nó nằm trong phần tool. Ok, chúng ta đang xử lý phần finger. Đây chính là lý do tại sao chúng ta cần đổi tên base. Thì zoom lại gần chúng ta sẽ thấy ngay phần base đang ảnh hưởng đến phần ngón giữa. Loại bỏ nó đi bằng cách giữ Control và tô loại bỏ. Khi tô thì chúng ta bám vào phần điểm. Việc bám vào phần điểm thì sẽ cho phép chúng ta loại bỏ nó nhanh hơn và chuẩn hơn. Ok, no more. No more. Ok. Tương tự đối với phần mid. Đôi khi chúng ta sẽ gặp một số điểm tương đối khó nhằn để mà loại bỏ nó, tô mãi không được. Vậy thì giải pháp đây là gì? Thì chúng ta sẽ chọn vào phần Vtex, chọn cái điểm đó. Ok, sorry, Vtex. Và chúng ta vào phần Window, General Editor, Co Component Editor. Và nó nằm trong phần Smooth Skin. Thì ở đây mọi người thấy là cái điểm này đang bị ảnh hưởng bởi những cái xương nào. Ở đây xương ngón cái, xương ngón trỏ. Tuy nhiên là chúng ta thấy một số ảnh hưởng của middle, mid one, middle, mid two. Và cái cách đơn giản chỉ là chúng ta trỏ nó trở về không. Oh, sorry, 0.3. Ok, và không. Ok, clear. Thì từ đó nó sẽ loại bỏ toàn bộ phần ảnh hưởng của các xương mít này. Thì tương tự như thế, chúng ta sẽ tô dần đối với các cái ngón còn lại. Đơn giản vậy thôi. Thì trong vòng mất khoảng 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ thì bạn sẽ rig xong phần bàn tay. Thì đối với bàn tay còn chém gió buôn dưa lê thì cũng hỏng tiếng, còn lại tập trung làm thì cũng không đến được thế đâu. Phần này tô xấu, phần này nó là phần cánh tay. Rig này nó sẽ rig vào phần xương quýt. Và cái phần xương quýt thì rõ ràng nó không phụ thuộc vào phần hand này nữa. Và đây chúng ta chỉ quan tâm phần ngón tay thôi. And yep, done. Vậy thì chúc các bạn rig được bàn tay cách ngon lành. Và hãy nhớ một điều là không có bất kỳ phương pháp nào được gọi là chính xác, không có bất kỳ một cái nào được gọi là chân lý. Tất cả những cái sáng kiến của bạn đều được trân trọng và cứ phá thoải mái đi. Ok, see you.
So, bye bye. Mới bị hẹn gặp lại tại các vlog lần sau. Nếu thích cần nhắn gì thì subscribe và comment. Yeah, see ya.